Chào mừng các chị đến với video random công bố kết quả mini game mừng dê mặt tiêu của Mát. Hôm nay em sẽ tập hợp tất cả các comment xuất hiện trong cái bài viết mini game ngày hôm đó để cùng quay số tự động công bố cho các chị những cái giải thưởng vô cùng quan trọng, bao gồm là 6 giải ba, 2 giải nhì, 2 giải nhất và 1 giải đặc biệt. Em đã tập hợp những cái comment xuất hiện trong cái bài viết mini game ngày hôm đó vào một cái file Excel. Thì ở trong đây nó có bao gồm là 1054 chị đã tham gia vào mini game ngày hôm đó. Rồi sau đây em sẽ sử dụng cái phần mềm quay số tự động tên là Random, gõ số từ 1 đến 1054. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ quay số 6 giải 3 trước nha các chị nha. Rồi xin chúc mừng chị 650. Chúng ta sẽ đi tìm chị 650 nha, có comment 650, mã ID. Rồi sau đó em sẽ tìm cái comment của chị này trong bài viết. Cái chị lưu ý ở đây là những chị được chọn phải thực hiện đầy đủ hai bước theo thể lệ là bước 1, comment đầy đủ top the star, bước cộng số điện thoại cộng họ tên. Bước 2 là chia sẻ livestream này ở chế độ công khai. Rồi chúng ta sẽ xem thử là cái chị này có chia sẻ công khai không nhé. Rồi chị đã chia sẻ công khai video của WooMax với chế độ công khai nè. Rồi comment đầy đủ top the star Trần Diễm Thu, số điện thoại. Rồi chúc mừng chị Thu Trần, có Facebook là Thu Trần, đã là người đầu tiên trúng giải 3 của mini game. Chúc mừng chị đã sở hữu 1 tháng mặc đồ của Mát miễn phí. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quay đến chị thứ hai nha. Rồi chị có mã số là 826, có comment là 826. Chúng ta đi tìm coi comment này có comment đúng cách, đúng hợp lệ không nha. Rồi chị Huỳnh Hảo đã comment sai cú pháp rồi nha. Rồi chúng ta tiếp tục random. Rồi số comment 688. Chúng ta cùng chờ xem là comment này có hợp lệ không nha. Rồi đầy đủ top the star, số điện thoại Trương Thị Phương Hải. Chị ai này. Rồi chị đã chia sẻ video của WooMax ở chế độ công khai, hợp lệ. Rồi xin chúc mừng chị Honey. Honey là người thứ hai trúng giải 3 của mini game 1 tháng mặc đồ WooMax miễn phí. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm người trúng giải 3 tiếp theo. Comment số 1813, Facebook là Lê Mai Phương. Rồi tiếc quá, chị Lê Mai Phương comment sai cú pháp rồi, không đúng hợp lệ. Chúng ta tiếp tục chờ đón chị ạ. Có comment 982. 982. Chị có tên Facebook là Nguyễn Hà. Chúng ta sẽ đi tìm comment của chị trong bài viết nha. Thôi chị Nguyễn Hòa cũng chưa đúng cú pháp. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quay số tiếp, số 697. 697 chị Lê Mai Phương. Rồi 697 chị Lê Mai Phương đã comment chính xác cú pháp thoát lò xa, số điện thoại cộng họ tên. Bây giờ chúng ta sẽ xem là chị có chia sẻ video ở chế độ công khai không nhé. Có luôn. Rồi chúc mừng chị, chúc mừng chị là người thứ ba trúng giải 3 1 tháng mặc đồ của Mát miễn phí.
Rồi chúng ta tiếp tục quay số tiếp. 188, comment thứ 188. Rồi, chủ nhân của comment 188 có tên Facebook là Colasso. Thì xem chị Colasso có comment đúng cú pháp hợp lệ không nha. Rồi, chị Colasso đã comment đầy đủ cú pháp, tên chủ đề Top Star, số điện thoại và họ và tên. Bây giờ em sẽ vào tường của chị xem là chị có chia sẻ video chế độ công khai không nha. Rồi, chị đã chia sẻ video chế độ công khai đầu tiên luôn, đầu tiên trên tường luôn. Chúc mừng chị Colasso là người tiếp theo nhận giải ba của cô Mát, một tháng mặc đồ miễn phí. Chúc mừng chị. Rồi chúng ta sẽ đi tìm người thứ 5. Thứ 5 chúng giải 3. Chúng ta có tới 6 giải 3 lận nha mọi người. Số 158, comment thứ 158. Rồi chị có tên Facebook là Linh Thảo. Chúng ta sẽ đi tìm comment của chị xem là có hợp lệ không nha. Chúc mừng chị Linh Thảo. Chị Linh Thảo đã comment đầy đủ cú pháp, Top The Star, số điện thoại, cộng họ và tên. Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng đi vào xem via tường chị có chia sẻ chế độ công khai không nha. Một ngày bài viết của chị Linh Thảo cũng khá là nhiều. Là chúng ta kéo xuống hơi lâu để coi là ngày 29 tháng 12. Có ngày 29 tháng 12 chị đã chia sẻ video của cô Mát chế độ công khai. Xin chúc mừng chị là người thứ 5 trúng giải ba của cô Mát, một tháng mặc đồ miễn phí cô Mát nha. Rồi chúc mừng chị Linh Thảo. Tiếp theo người cuối cùng trúng giải ba là ai đây? Rồi chúng ta sẽ cùng đón xem nha. Rồi số comment 520. 520. 520 của chị có tên Facebook là Kiều Xuân. Chúng ta cùng xem thử. Rồi xin chúc mừng chị Kiều Xuân, comment đầy đủ cú pháp. Bây giờ chúng ta sẽ vào tường xem là chị có chia sẻ video chế độ công khai không nhé. Rồi chị Kiều Xuân có vẻ là một fan của nhà Gu. Rồi chị đã comment đầy đủ, chị đã chia sẻ video chế độ công khai. Xin chúc mừng chị là người cuối cùng đã trúng giải ba của cô Mát, một tháng mặc đồ miễn phí. Những chị trúng giải hôm nay em công bố thì bên em sẽ gửi một cái danh sách sau cái video này, và các chị hãy liên hệ với nhà cô bằng cách inbox trực tiếp để nhận giải nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay số đầu tiên, quay số hai giải nhì tiếp theo. Rồi đầu tiên là số 760, tên Facebook là Nông Trang Liêm. Rồi chúng ta tìm xem Facebook Nông Trang Liêm. Comment đầy đủ cú pháp. Rồi bây giờ nó sẽ vào tường xem coi là chị có chia sẻ video chế độ công khai không nhé. Rồi có nha cả nhà ơi. Chúc mừng chị Nông Trang Liêm là người đầu tiên trúng giải nhì. Người đầu tiên trúng giải nhì. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người trúng giải nhì thứ hai nha. Giải nhì trong mini game này thì chị sẽ được nhận 3 tháng mặc đồ của Mát miễn phí nha chị. Chúc mừng chị. Rồi tiếp theo là mẫu số 173. 173 chị có Facebook tên là Vui Bùi. Chị Vui Bùi. Hồi hộp quá. Không biết chị có comment đúng không. Rồi chị Vui Bùi đã comment đầy đủ nha. Tên chủ đề Top The Star, số điện thoại và họ tên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử là chị có chia sẻ video chế độ công khai không. Có luôn nha mọi người ơi. Rồi xin chúc mừng chị Vui Bùi là người thứ hai trúng giải nhì của Mát, 3 tháng mặc đồ của Mát miễn phí. Rồi tiếp tục. Hồi hộp quá, càng ngày giải thưởng càng lên cao. Tiếp theo chúng ta sẽ quay hai giải nhất nha mọi người. 6 tháng mặc đồ của Mát miễn phí, 6 tháng nửa năm. Chúng ta sẽ không phải lo về vấn đề về tốn tiền mua đồ nữa nha mọi người. Rồi, để xem hai người may mắn nhất đây là ai đây. Rồi, xin chúc mừng
À chưa chưa, chúng ta sẽ kiểm tra trước. Chị có tên Facebook là Kim Quý. Không biết là chị có comment đầy đủ cú pháp không? Ồ, may quá. Chị Kim Quý ơi, đã comment đầy đủ cú pháp. Và chị cũng đã chia sẻ video chế độ công khai luôn. Rồi, xin chúc mừng chị Kim Quý. Chị Kim Quý đã là người trúng giải nhất của Vumac 6 tháng mặc đồ Vumac miễn phí. Mã số comment là 766. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm người thứ hai. Ồ, 648. Số comment mã số là 648, không biết là ai đây. Người may mắn thứ hai là ai đây? Comment Hồng Văn Lê, để xem chị Hồng Văn Lê có comment đúng cú pháp không nha. Tại vì nếu không đúng cú pháp thì em sẽ tiếp tục quay cho tìm một cái mã tiếp theo, mã comment tiếp theo. Rồi, chị Hồng Văn Lê đầy đủ cú pháp rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là chị có share video của má không. Rất tiếc là chị không chia sẻ video chế độ công khai của Vumac rồi, nên là em sẽ bỏ qua và tiếp tục quay số 364 nha. 364. Chị có tên Facebook là Huyền Thanh. Không biết chị Huyền Thanh. Rồi, tiếc cho chị Hồng Vân Lê quá. Chị Huyền Thanh, mọi người lưu ý là phải thực hiện đầy đủ hai thể lệ, hai bước, thể lệ hai bước thì mới được nhận giải nha. Chị Huyền Thanh. Rồi, comment đã đúng cú pháp. Tuy nhiên thì không biết chị Huyền Thanh có chia sẻ không. Rồi, chúc mừng chị Huyền Thanh. Chị Huyền Thanh đã chia sẻ video chế độ công khai. Rồi, chị Huyền Thanh là người thứ hai trúng giải nhất với 6 tháng mặc đồ Vumac miễn phí. Xin chúc mừng chị. Và cuối cùng là giải đặc biệt, giải thưởng vô cùng lớn, 1 năm mặc đồ Vumac miễn phí. Chúng ta sẽ cùng chờ đón. Đây là ai đây? Chị nào đây? Rồi, mã số comment thứ 341. 341. Hồi hộp á. 341. Chị có tên Facebook là Xuân Nguyễn. Không biết chị Xuân Nguyễn đã con thực hiện đầy đủ không. Chị Xuân Nguyễn. Ôi, chị Xuân Nguyễn đã comment đúng cú pháp nha mọi người. Tốt là star, số điện thoại và họ tên. Bây giờ em rất là hồi hộp đây, xem tường chị ấy có chia sẻ video không. Ôi, tiếc quá, chị Xuân Nguyễn đã không chia sẻ video chế độ công khai rồi mọi người ơi. Bây giờ em sẽ tiếp tục quay tiếp là giải đặc biệt vẫn còn cơ hội. Năm sáu một. Rồi, chị có mã số là 561. Không biết là chị có đúng thể lệ không ta. Chúng ta sẽ tìm cái kèm comment của chị nha. Bị lắc mạng rồi. Đây là một cái comment bình thường thôi nên là không hợp lệ nha. Rồi, 547. Giải đặc biệt có vẻ khó tìm được chủ nhân quá. Rồi, chủ nhân của comment 547 là có tên Facebook là chị Trịnh Thảo. Chúng ta sẽ cùng xem thử nha. Chị Trịnh Thảo. Chị Trịnh Thảo cũng không comment đúng cú pháp. Chúng ta tiếp tục quay nào. Số chị mang comment thứ 693. 693. Giải đặc biệt này có vẻ vất vả quá ha mọi người. Giải đặc biệt quay hoài luôn mà chưa tìm được người hợp lệ nào. Ôi, may quá. Chúng ta tiếp tục. Ôi, chúc mừng chị gấu con. Comment đúng. Bây giờ chúng ta sẽ vào tường xem coi là không biết là chị có chia sẻ video không. Ồ, may quá. Video xuất hiện đầu tiên trên tường luôn. Rồi, xin chúc mừng chị gấu con đã là người cuối cùng đạt giải đặc biệt của Vumac với giá trị giải thưởng là 1 năm mặc đồ Vumac miễn phí. Xin chúc mừng chị. Một giải thưởng vô cùng lớn. Rồi, một lần nữa em xin chúc mừng chị có tên Facebook là gấu con đã may mắn nhận được giải thưởng lớn nhất của Vumac với giải đặc biệt là 1 năm sử dụng đồ Vumac miễn phí. Rồi, sau đây em sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Và những chị đã trúng giải ngày hôm nay thì vui lòng chủ động inbox cho nhà Gu để nhận thưởng nhé. Ngoài ra em sẽ công bố riêng 50 giải áo thun và 2 giải dành cho khách hàng nhiệt tình trên fanpage của Gu Mát. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.